hàng ngày vào các giờ cao điểm sáng và chiều, giao thông trên tuyến đường 70 đoạn quận Hà Đông đến nút giao Tứ Hiệp thường xuyên xảy ra ùn tắc, khiến người dân di chuyển qua đây rất vất vả. Chỉ cần thiếu vắng sự điều phối của lực lượng chức năng, các xe lưu thông hỗn loạn theo hai hướng, chen nhau nhích từng chút một. Ô tô nối đuôi nhau, xe máy phải cố gắng luồn lách qua các điểm hở để tìm lối thoát. Nhìn chung là rất hay tắc, nhất là các giờ cao điểm. Nhiều khi đi taxi mà muốn đi về đây là taxi người ta lắc đầu, người ta không muốn đi nữa bởi vì người ta luôn có một cái ác cảm là về đây bị tắc đường. Xe to xe nhỏ là đi qua đây nhưng mà đường thì quá hẹp, luôn luôn tắc đường. Khi nói đến là khu vực viện ca này thì ai người ta cũng sợ, quá khổ luôn. Đường 70, đoạn Hà Đông đến nút giao Tứ Hiệp dài khoảng 6 km, chạy dọc theo các khu dân cư đông đúc và là tuyến huyết mạch nối quốc lộ 6 và quốc lộ 1A. Tuyến đường có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội khu vực phía Nam của thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, những năm trở lại đây, tốc độ phát triển đô thị tăng nhanh, nhiều khu nhà ở cùng hệ thống bệnh viện, trường học mọc lên dọc hai bên đường đã khiến tuyến đường quá tải, người dân phải rơi vào cảnh di chuyển chật vật mỗi ngày. Trước thực tế trên, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến sẽ đầu tư dự án nâng cấp mở rộng đường 70 đoạn Hà Đông đến nút giao Văn Điển với chiều dài hơn 5 km, tổng mức đầu tư dự kiến là 2.823 tỷ đồng, hoàn thành trong năm 2026. Trong khi chờ đợi tuyến đường được mở rộng theo kế hoạch thì trước mắt, lực lượng chức năng thường xuyên điều tiết giao thông, nhưng khi mật độ di chuyển quá đông thì cảnh ùn tắc bủa vây từ phía vẫn xảy ra.